Hello. Hello các em. Hello Hướng Dương, Thương Nguyên. Hôm nay con gì đấy, account phụ cô đừng bơ con. Hello Minh Châu, ôi cô không nghỉ trưa à? Lát nữa live xong thì cô mình nghỉ trưa. Hello Thanh Trường, Việt Hoàng, Nhung Trần, Thu Tuyết, Thanh Thảo, chào mấy đứa. Thu Tuyết hôm nay vào sớm ghê nhỉ? Hôm nay hy vọng là cô chỉ mong là cái live của chúng ta nó không bị giật giật giống như hôm qua. Cô nấu cơm rồi nha. Hello Nhung Trần, Triệu Thanh Lịch. Hôm nay Triệu Thanh Lịch vào cũng sớm ghê ta. May mà Facebook phát thông báo. Đúng rồi. Cô có nghỉ trưa nhá. Live xong thì cô sẽ ăn cơm, sau đó cô nghỉ trưa luôn. Em sáng nữa đi nghỉ trưa. Hôm qua cô đã hẹn giờ này rồi còn gì nữa đúng không? Hôm qua cô đã hẹn rồi. Hoàng Nam. Ok. Rồi chúng ta đợi đông đông thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đợi cho các bạn ý vào đông đông một chút. Em vừa học xong phải vào luôn, ok. Triệu Thanh Lịch vừa mới học xong đúng không? Đấy cho nên là cô để cái giờ này. Chứ rồi hôm nay nó vẫn hơi bị đau đầu kìa. Cảm giác nó vẫn hơi bị đau đầu ấy. Con vừa kết thúc ở trường bằng một tiết tiếng Anh. Bây giờ học tiếp nhá, Thu Tuyết nhá. Cô like đúng lúc em đang ăn cơm. Nay còn bị lag không cô? Có vẻ như vẫn hơi bị lag đấy. Có vẻ vẫn hơi bị lag em ạ. Nhưng thôi chịu khó vậy. Cô cũng chẳng biết làm thế nào. Tại sao nó cứ bị lắc lắc thế này? Tại sao nó cứ bị lắc lắc thế này? Ok, đợi đợi cô một tí để cô sẽ phóng cái live lên to hơn một tẹo nhé. Ok chưa? Chúng ta lại nhìn thấy nó to hơn chưa? Đợi một tí nữa. Hôm nay hy vọng là nó không bị quá lát. Ok rồi, cô nhìn thấy có vẻ hơi bị to rồi đấy. Nào, like bên con hôm nay mượt này. Ok, hy vọng là nó sẽ mượt. Hy vọng là nó sẽ rất là mượt mà. Ok, rồi. Học thôi đúng không? Chúng ta học tranh thủ học luôn thôi. Nào câu số 1 là hôm nay chúng ta vẫn có 20 câu như thường lệ nhá. Vẫn có 20 câu giống như hôm qua. Buổi trưa thì cô sẽ live ngắn thôi, không không live nhiều. Đấy, tranh thủ mình ôn một tí buổi trưa mới cả để cho cô chống lười cho cô đấy. Chứ không cô mà không live cho chúng ta thì cô sẽ bị lười lắm. Nào câu số 1 nào, Thu Tuyết 1B. Ok, rồi. Thu Tuyết hôm nay là Nguyễn Thu Tuyết đấy đúng không? Hôm nay tự nhiên lại dùng nick phụ à? Em vừa học xong 5 tiết, ok. Học xong 5 tiết rồi đó thấy cô thì vào lại thế cô like lại vào luôn, quá chăm chỉ luôn. Kiểu này phải xứng đáng được 10 điểm môn tiếng Anh nhá. Xứng đáng 10 điểm. Nào, cô thấy có Thu Tuyết chọn 1B rồi, các bạn khác nào? Cô thấy thực ra hôm nay nó vẫn hơi lắc lác một tí đấy. Nó vẫn hơi lắc lác, Thanh Huyền 1B. Ok, câu này đáp án B là đúng rồi nhá. Đấy, ở đây thì cô sẽ ghi cho chúng ta cái công thức này. B ở đây sẽ là be harmful to somebody hoặc là something đúng không? Có nghĩa là có hại. Đấy, cấu trúc này có nghĩa là có hại cho ai hoặc là cái gì. Ví dụ có hại cho môi trường, có hại cho cái gì đấy, chẳng hạn như thế. Như vậy chúng ta có harmful, nó đi với cả dấu chữ to, các bạn nhớ chưa? Harmful to, có hại. Hút thuốc lá thì có hại cho sức khỏe của bạn. Đấy, câu này là một. Đấy, cái từ harmful này cực kỳ hay xuất hiện luôn. Cực kỳ hay xuất hiện luôn. Tiếp theo này, câu số 2 đi. Câu số 2 đi. Câu này nó vẫn cứ bị đơ đơ kiểu gì. Hy vọng là nó không bị giật giật. Tại sao đợt này nó hay bị đau thế này? Thật là buồn quá. Ok, câu số 2 nào. I'm sorry, cái gì đó, the noise last night. We were having a party. Tôi rất là xin lỗi vì cái tiếng ồn. Thật là xin lỗi về cái tiếng ồn tối hôm qua. Chúng tôi lúc đó chúng tôi tổ chức bữa tiệc. Đấy, ở đây người ta sử dụng cái thì quá khứ tiếp diễn để nói rằng là lúc đó cái lúc mà có tiếng ồn đấy thì chúng tôi đang tổ chức bữa tiệc. Nào Nguyễn Nguyễn Văn Hoàng Lâm, Nguyễn Dương Nguyên, Ngọc Lương, Ngọc Lương, hello Ngọc Lương nha. Triệu Thanh Lịch hay C. Ok, các bạn chọn hay C là đúng rồi. Đấy, chúng ta lại có một cái công thức tiếp theo là be
sorry đúng không? Cộng với cả about something. Đấy, cái này là xin lỗi về việc gì. Đấy, cấu trúc này có nghĩa là xin lỗi này. Về vừa mới nấu cơm xong bây giờ ra ghi chữ nhìn nhìn nó cứ không quen kiểu gì. Xin lỗi về việc gì nhá. Đấy thì cái cấu trúc sorry about something này thì nó khác với cả sorry for something. Thường là sorry for something là xin lỗi, cũng có nghĩa là xin lỗi về việc gì, nhưng mà sorry for something thì thường ám chỉ rằng là xin lỗi vì một cái lỗi nào đó mình đã gây ra trong quá khứ, từ cái lỗi mà mình có thể tránh được nhưng mà mình đã thực hiện cái điều đó. Ví dụ xin lỗi vì đã làm tổn thương bạn thì lúc đó chúng ta lại dùng là sorry for nhá. Ví dụ sorry for hurting you, xin lỗi vì đã làm tổn thương bạn thì lúc đó dùng for. Thì còn about, chúng ta dùng cái xin lỗi about, sorry about something á, tức là có nghĩa là xin lỗi về việc gì đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc này khi mà chúng ta xin lỗi về cái việc mà không thể tránh khỏi được. Đấy, xin lỗi về cái việc mà mình không thể tránh khỏi được, tức là bất đắc dĩ kiểu như thế nhá. Đấy là cái sự khác biệt giữa sorry about something và sorry for something. Cô nghĩ là kiểu gì cũng sẽ có bạn nghĩ rằng là cái ô cô ơi, cái sorry này nó phải đi với cả for đúng không? Thì đúng là sorry nó có thể đi với cả for. Thế mình nhớ là sorry vẫn có thể đi với cả about something nhá. Đó, be sorry about something là xin lỗi về việc gì mà như kiểu là cái sự cái việc mình không thể tránh khỏi, ví dụ như cái noise chẳng hạn, cái tiếng ồn đúng không? Hôm qua chúng tôi tổ chức bữa tiệc thì cái điều đấy là điều không thể tránh khỏi được, cho nên tôi rất là xin lỗi về cái điều đó nhá. Tiếp theo câu số 3 nào. Câu số 3 các bạn chọn là 3B đúng không? Trương Liêm, Nguyên Linh. Các bạn chọn là B, tức là gì? Keen on đúng rồi. Đấy, câu này các bạn chọn B là đúng rồi và còn B là đúng rồi. Đấy, ở đây chúng ta có sorry này, đi với cả about something. Ở đây chúng ta sẽ có be keen on something, có nghĩa là say mê cái gì. Đấy, cái này gọi là say mê hoặc là ham thích cái gì. Ở trong cái câu này thì nó có hai cấu trúc đúng không? Thứ hai nữa là to be good at something. To be good at something có nghĩa là giỏi. Giỏi cái gì? Đấy, cấu trúc này có nghĩa là giỏi cái gì, làm cái gì rất là giỏi. Đấy nhá. Rồi, như vậy xong câu số 3, câu số 4 nào. Cái kiểu tóc của bạn đúng không? Ở đây chúng ta có từ hairstyle, kiểu tóc is quite similar. Đi với cả cái gì đây? Nào, câu số 4. Hôm nay cô thấy khá là nhanh đấy, nó không bị trễ đâu. Hôm nay nó không bị trễ tí gì đâu. Không được rồi, Thu Tuyết không bơ tí nào đâu. Cô đang mải giảng bài nhá. Đang mải giảng bài. Hôm nay cô thấy nó không bị trễ lắm đâu. Hôm nay mạng có vẻ được thần mạng độ đấy, chứ nó không bị quá tệ giống như mọi hôm đâu. Ok, nó hơi bị trễ một tí, vẫn hơi bị trễ một chút. Nào, câu số 4 nào. Huỳnh, Nguyên Lâm, Phương Vũ, Minh, cái gì đấy, Minh. Câu số 4 các bạn chọn B đúng không? Nguyễn Phi Long 4B này. Ok, câu này B cũng đúng luôn. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có similar đi với cả to, có nghĩa là giống với, tương tự như nhá. Đấy, câu này sẽ là similar đi với cả to, giống với, tương tự như. Đấy, B này đi với cả similar. Nhớ từ này đọc là similar trong âm đầu tiên các bạn nhá. Be similar to something đúng không? Có nghĩa là giống với. Đấy, có nghĩa là giống với hoặc là tương tự như với. Đấy, giống với hoặc là tương tự với, được chưa? Thì cái kiểu tóc của bạn giống như là cái kiểu tóc của mình ý. Cái từ mine ở đây nó là đại từ sở hữu, thì nó là thay thế cho my hairstyle các bạn nhé. Tiếp theo câu số 5 nào. Many parents, rất nhiều các ông bố bà mẹ are afraid, họ e sợ rằng là con cái của họ sẽ trở nên ít quen thuộc với cả cái truyền thống của họ. Đấy, câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Câu số 5 nào. Rất nhiều các ông bố bà mẹ thì sợ, e sợ rằng là con cái của họ sẽ trở nên ít quen thuộc với cái gì đó. Nào, Đinh Ngọc Bảo Hân, Lương Khánh Huyền, ok, Nguyễn Thùy Nhiên. Câu này các bạn chọn là A hết đúng không? Rồi, rất tốt. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là A. Be familiar with something. Đấy, có nghĩa là quen thuộc với cái gì. Nhờ cái cách đọc của từ này các bạn nhớ, familiar. Nhớ chưa, đọc là familiar, không đọc là familiar hay gì đâu nhá. Đấy, mà mình sẽ đọc là familiar. Familiar with something có nghĩa là quen thuộc với. Quen thuộc với điều gì? Ok, tiếp theo nào, câu số 6. Hurry up, nhanh lên, or you will be late. Cái gì đó, school. Hurry up, nhanh lên, hoặc nếu không bạn sẽ, hoặc cái từ or ở đây có thể hiểu là nếu không thì. Các bạn nhớ cái từ or này. Đấy, nếu không thì, đấy, cái cấu trúc này mình sẽ mình dịch là nếu không thì. Hãy nhanh lên, nếu không thì có thể sẽ đi học trễ đấy đúng không?
đi học trễ, chúng ta có late đi với cả cái giới từ gì đây các em nhỉ? Ok, Phương Vũ 6D, Ngô Hồng Ngọc D. Ok, đúng rồi. Câu này chúng ta sẽ điền với cả, ở đây cái giới từ sẽ là giới từ for. Be late for something có nghĩa là bị trễ cái gì. Ví dụ như là be late for school là đi học trễ, hoặc là be late for a meeting là đi họp trễ, hoặc là be late for a meeting chẳng hạn. Be late for work có nghĩa là đi làm trễ, chúng ta nhớ chưa? Đấy, thì chúng ta thêm cái something vào đây. Đấy, ở đây chúng ta, cô sẽ dịch cụ thể cái này là be late for school có nghĩa là đi học trễ các bạn nhé. Đó, be late for school. Đấy, cấu trúc này có nghĩa là đi học trễ. Đi học trễ, đi học muộn đấy, đúng chưa? Tiếp theo câu số 7 nào, câu số 7. What he said was contrary, cái gì đó, common sense. Ở đây chúng ta có một cái cụm từ rất là hay, common sense, ở đây có nghĩa là cái lẽ thường, các bạn nhớ chưa? Đấy, cái từ này có nghĩa là lẽ thường. Đó, thế thì cái mà điều anh ta nói, cái điều mà anh ta nói thì là trái ngược, trái với, lẽ thường, trái với thì chúng ta dùng cái gì đây? Nguyễn Phi Long, Phương Thành, ok, Thu Tuyết, Nguyễn Văn Hoàng Lâm, các bạn chọn D, ok, đúng rồi. Câu này đáp án D là đúng rồi nhá. Đấy, câu này D là đúng rồi. Đây, chúng ta có trái với cái gì đó, đúng không? Đấy, be contrary to something, có nghĩa là trái với cái gì. Cụ thể đây là trái với lẽ thường. Đấy, nhớ, chú ý cái từ common sense này. Tiếp theo câu số 8 nào. I don't think he was present. Cái gì đó, the meeting yesterday. Ở đây chúng ta có từ present, nó là tính từ đấy. Nó không có nghĩa là món quà trong trường hợp này đâu nhớ. Cái từ present nó là tính từ, có nghĩa là có mặt hoặc là hiện diện. Tôi không nghĩ rằng anh ấy có mặt ở trong cái cuộc họp ngày hôm qua. Đấy, thì câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Câu số 8. Nào, hôm nay cô thấy là mạng khá là độ đấy các em ạ. Nó không bị chập chờn giống như hôm qua đâu. Câu 7 trôi qua rồi, cô mới gọi tên con. Ôi dồi ôi, thế vừa phải nhìn bài, vừa phải nhìn màn hình, vừa phải viết, vừa phải nói. Chúng ta thấy có khổ không? Một lúc làm bao nhiêu thứ? Đây là một lúc làm bao nhiêu thứ đấy. Ok, rồi, cái câu này là Nguyễn, Nguyên Dương Nguyên à? Tên là Nguyên Dương Nguyên thôi đấy em. Phương Thành 8C, rồi Thu Tuyết 8C, Phi Long 8C. Câu này các bạn chọn C là đúng rồi. At the meeting nhá. Be present at something có nghĩa là có mặt ở đâu. Ví dụ trong trường hợp này, at the meeting. Be present at something đấy, có nghĩa là có mặt ở đâu các bạn nhé. Đấy, tôi không nghĩ rằng anh ta có mặt ở trong cuộc họp ngày hôm qua, đúng không? Tiếp theo câu số 9 nào. Serious nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất có nghĩa là nghiêm trọng, nghĩa thứ hai có nghĩa là nghiêm túc. Đấy, thì trong trường hợp này nó có nghĩa là nghiêm trọng hay là nghiêm túc đây? Câu số 9 nào. Are you serious? Cái gì đó, learning to be an architect. Bạn có đang, ở đây phải là nghiêm túc đúng không? Bạn có đang nghiêm túc về cái việc là sẽ học để trở thành một architect không? Một cái kiến trúc sư hay không? Nào, câu này chúng ta chọn cái gì đây? Serious trong trường hợp này có nghĩa là nghiêm túc các bạn nhé. Trong trường hợp này nó có nghĩa là nghiêm túc. Các bạn biết là vì sao cô phải live buổi trưa không? Bởi vì là buổi tối là cô phải dậy đến tầm khoảng 9 rưỡi. Đấy, cho nên là buổi tối mà live thì nó sẽ rất là mệt. Bởi vì buổi tối phải dậy cũng khá là mệt rồi. Cho nên cô không thể live buổi tối được. Đấy, đấy là lý do vì sao mà cô sẽ phải live buổi trưa. Thế còn hôm nào mà cô không phải đi dậy buổi tối nhá, thì cô sẽ live buổi tối. Đến lúc đấy thì mình học nó sẽ thoải mái hơn, đúng không? Thế còn buổi trưa này thì mình sẽ tranh thủ thôi. Mình tranh thủ mình học thôi. Nào, serious đi với gì đây? Ok, cô thấy có Lê Duyên chọn chính B, đúng rồi. Câu này các bạn chọn B là đúng rồi. Be serious about something có nghĩa là nghiêm túc về việc gì nhá. Đấy. Hoặc là be serious about doing something. Trong trường hợp này có thể có doing nữa. Như vậy chúng ta có cấu trúc tiếp theo này. Be serious, đấy, about something hoặc là about doing something. Đấy, cấu trúc này có nghĩa là nghiêm túc. Đấy, cấu trúc này có nghĩa là nghiêm túc về việc gì. Ok chưa? Rồi xong, tiếp theo câu số 10. Cố gắng lên, hôm nay 20 câu thôi. Now, she has become very famous. Ở đây chúng ta có từ famous rất là quen thuộc đúng không? Đấy, famous có nghĩa là nổi tiếng. She has become very famous. Cô ấy đã trở nên rất nổi tiếng. À, và sau đó chúng ta còn danh từ là novels, cuốn tiểu thuyết. Câu số 10 nào. Nguyễn Thuy Nhiên 10A, Nguyên Linh 10A. Phi Long Ý Kiều 10A, Hoàng Thu Hoài 10A. Câu này A là đúng rồi. Cái từ này khá là quen thuộc với cả chúng ta đúng không? Nó rất là quen thuộc luôn ấy. Đấy, be famous for something. Đấy, có nghĩa là nổi tiếng về cái gì? Nổi tiếng về cái gì hoặc nổi tiếng vì cái gì cũng được. Nổi tiếng về cái
cái gì. Ok chưa? Rồi xong, tiếp theo câu số 11 nào. We are all bored, cái gì đó, this game. Tất cả chúng tôi đều chán ngấy cái trò chơi này rồi. Nào, we are all bored, cái gì đó, this game. Tất cả chúng tôi đều chán ngấy, chúng ta dùng cái gì đây? Nào, Trương Liêm 11D, Linh Mel 11D, Hoàng Lâm. Hoàng Lâm cũng rất là chịu khó xem live đây. Rồi, câu này chúng ta sẽ đi với cả with đúng không? Hoặc là có thể đi với of các em nhé. Đấy, chúng ta có thể nói là be bored with hoặc là be bored of đều được nhé. Đấy, câu này là dùng phương án D, đúng chưa? Đấy, be bored thì nó sẽ đi với cả with hoặc có thể sẽ là of. Đó, to be bored. Đấy, sau đó là giới từ with hoặc là of something. Đấy, có nghĩa là chán ngấy cái gì. Đó, cấu trúc này có nghĩa là chán ngấy cái gì, ok chưa? Rồi, cô đọc sai tên em rồi, cô Trương Liềm à? Em tên là gì đấy? Cô không hiểu tên là gì nữa, Liêm hay Liềm? Cô đọc nhanh ý, cô kiểu cô đọc lướt ý, bởi vì là cô phải vừa xem, cô phải vừa nhìn bài, vừa đọc comment ý, đọc lướt. Ok, chúng ta có thể dùng là bored with hoặc là bored of đều được nhé, đều có nghĩa là chán ngấy cái gì. Tiếp theo câu 12 nào, câu 12, hôm nay cô thấy mạng đỡ hơn hôm qua đấy, hôm qua nó rất là tệ luôn ấy. Đấy, hôm qua cực kỳ tệ luôn. Rồi, câu số 12 nào. Câu số 12, Thu Thảo 12A này. À, Hoàng Lâm 12A, Trần Thu. Rồi, Nguyên Dương Nguyên 12A. Ừ, câu này các bạn chọn A là đúng rồi. Ở đây chúng ta có một cái tính từ là involved. Cái từ này các bạn rất là đọc sai là involve nhé. Đọc involve là sai nhé. Mà là involved nhé. Đấy, thế còn câu này thì đáp án A là đúng rồi. Be involved in something có nghĩa là tham gia vào, dính líu vào cái gì đúng không? Đó, cấu trúc này là, cấu trúc này đi thi cũng hay được kiểm tra lắm nhé. Đấy, chúng ta cũng nên nắm rõ cái cấu trúc này. Be involved in something có nghĩa là tham gia vào. Đấy, cấu trúc này là tham gia vào hoặc là dính líu vào cái gì. Đấy, cụ thể là dính líu vào một cái vụ trộm đây đúng không? Cảnh sát nghi ngờ rằng, đấy, chúng ta có động từ suspect. Suspect là nghi ngờ. Cảnh sát nghi ngờ rằng John và Mary thì dính líu vào, đang dính líu vào một cái vụ ăn trộm. Đấy, tiếp theo là câu số 13. Đến lớp 12 khổ quá, khổ bởi vì là các lớp dưới không học đấy, đúng không? Nếu mà các lớp dưới mình học chăm chỉ, mình có kiến thức vững rồi thì lớp 12 mình sẽ không bị khổ lắm. Tại lớp dưới mình chưa chăm lắm nhưng bây giờ mình khổ. Thôi mình phải chịu khó nhá, mình phải chịu khó thôi. Cố gắng lên nhá. Tiếp theo câu số 13 nào, Đinh Ngọc Bảo Hân 13A, Nguyễn Văn Hoàng Lâm A, Linh Mel Thu Thảo A. Câu này các bạn chọn A đúng không? Rồi be concerned about, thực ra cái từ concern nó có thể đi với cả giới từ khác nữa đấy. Nhưng trong trường hợp này, thì nó sẽ đi với cả about. Đấy, có nghĩa là lo lắng về điều gì, đúng không? Đấy, cái này đi thi cũng rất hay hỏi đây này. Đề thi trước đây đã từng hỏi rồi đấy. Đấy, be concerned, nhớ là concern ở đây nó là tính từ thì chúng ta phải thêm ed vào cho cô nhá. Đấy, be concerned about something. Cái này có nghĩa là lo lắng về điều gì, đúng không? Lo lắng về điều gì. Ở đây cụ thể là Jane đã rất là lo lắng về cái tình hình sức khỏe yếu của mẹ cô ấy. Đấy, be concerned about. Rồi, tiếp theo câu 14 nào. Hôm nay là mình học nhanh phết đấy. Ở đây chúng ta có từ Albert said he was very ashamed. Ở đây chúng ta có từ ashamed có nghĩa là xấu hổ. Xấu hổ về cái gì đó. Cụ thể là his friend's bad manners là xấu hổ về cái lối cư xử rất là tệ của cái người bạn của cậu ấy. Đấy, ở đây chúng ta có từ manners nó ám chỉ cái lối cư xử nhé. Cái lối cư xử rất là tệ. Đấy, của bạn của cậu ấy. Đấy, thì ở đây chúng ta có ashamed đi với cả giới từ gì nhỉ? Mai Phương Bùi đây này, Thu Tuyết đây, Nguyên Linh đây, đúng rồi. Câu này đây là đúng rồi các em. Đấy, of, be ashamed of something có nghĩa là xấu hổ về hoặc là hổ thẹn, xấu hổ hoặc là hổ thẹn về điều gì. Be ashamed of something. Đấy, có nghĩa là xấu hổ này. Đấy, hoặc là hổ thẹn về điều gì. Ok chưa? Rồi, cố gắng lên. Câu 15 nào. Có kinh nghiệm về việc gì đây? He's very experienced. Đó, he's very experienced. Cái gì đó, looking after animals là chăm sóc mà gọi là các con vật. Thì cô, anh ấy rất là có kinh nghiệm trong việc là chăm sóc các con vật, đúng không? Câu này chúng ta dùng giới từ gì đây nào? Câu số 15. Đấy, hôm nay may quá, mạng không bị làm sao. Hôm nay may, rất may luôn. Chứ nó mà như hôm qua thì thôi, xong đời luôn. Thì nó rất là chán ý, đúng không? Như hôm qua thì nó rất là chán luôn ý. Ok, rồi. Nguyễn Thiếu Tuyết 15B, Hoàng Lâm 15B,
Mai Phương Bùi 15B, đúng rồi, câu này các bạn nào chọn B là đúng nhá. Ở đây chúng ta sẽ dùng giới từ là giới từ in. Đấy, chúng ta có be experienced. Đấy, sẽ đi với cả giới từ in. Các bạn nhớ là khi mà chúng ta đọc, chúng ta cố gắng đọc đôi ed lên nhá. Đấy, be experienced. Ở đây cái ed mình sẽ đọc là âm t. Đấy, be experienced in doing something, có nghĩa là có kinh nghiệm trong việc gì. Rồi, be experienced in doing something, có kinh nghiệm trong việc gì. Rồi, có kinh nghiệm trong việc gì. Xong, tiếp theo câu số 16, cố gắng lên. Hôm nay 20 câu đấy. Đó, nào câu 16, it seems very difficult me to have a trip abroad. Đấy, dường như là rất là khó cho tôi có thể có một cái chuyến đi nước ngoài. Câu này thực ra khá là dễ đúng không? Câu 16. Câu 16. Rồi, các bạn chọn C hết này, Nguyên Linh này, Linh Mail chọn C đúng rồi. Đấy, ở đây chúng ta ngồi cấu trúc là difficult for somebody to do something. Đấy, mình có thể có một cái công thức như này, it's này cộng với cả difficult này. Công thức nói chung ấy, đấy, cộng với cả for somebody này, cộng với cả to do something. Đấy, tức là khó khăn cho ai khi làm gì kiểu như thế, hoặc là trong việc gì. Đấy, khó khăn hoặc là ai đó gặp khó khăn trong việc gì kiểu như vậy. Khó khăn cho ai khi làm gì, có thể tạm thời hiểu cái công thức là như vậy nhá. Đấy, hoặc là ai đó gặp khó khăn trong việc gì. Đấy, thì tóm lại là đi với cả for, difficult for somebody to do something. Được chưa? Rồi, tiếp theo này, câu số 17. It's typical. Typical có nghĩa là điển hình ấy. Đấy, điển hình hoặc là đặc trưng ấy. Đấy, ở đây chúng ta có từ businessman có nghĩa là những cái doanh nhân đúng không? To shake hands là bắt tay, trong những cái cuộc họp formal là cuộc họp rất là trang trọng. Đấy, thì cái việc mà họ bắt tay thì đấy là cái điều rất là kiểu đặc trưng của họ luôn. Đấy, rất là điển hình của họ luôn. Đặc trưng điển hình hoặc là cái điều mà họ hay làm. Rồi, câu 17 nó Phương Thành A, Hoàng Lâm A, Hoàng Thu Hoài A. Ok, rồi câu này thì mình sẽ dùng of nhé. Cái cấu trúc ở đây là it's typical of. Đấy, of somebody hoặc là of something. Rồi, đấy, typical of somebody hoặc là something. Có nghĩa là đặc trưng điển hình của ai, của cái gì, nhớ chưa? Đấy, mình có thể sử dụng cấu trúc là be này, typical này, of somebody hoặc là something. Đấy, cấu trúc này có nghĩa là đặc trưng hoặc là rất là điển hình của ai hoặc là của cái gì. Đặc trưng điển hình của ai của cái gì. Cố gắng lên, câu còn 3 câu nữa thôi. It's very kind, cái gì đó, you to help us, thanks a lot. Cấu trúc này cũng rất là quen thuộc đúng không? Bạn thật là tử tế vì đã giúp đỡ chúng tôi, cảm ơn rất nhiều. Đấy, cấu trúc này là gì đây? 18, ý kiều này. 18D à? Câu này có bạn chọn D, có như bạn chọn B. Câu này thì bạn nào chọn D sẽ là đúng nhá, Trương Liềm. Ok, Hoàng Thu Hoài, 18D. Câu này chọn D mới đúng các em nhá. Đấy, chúng ta có hẳn một cái công thức là it's very kind of somebody to do something. Đấy, có hẳn một cái công thức như này. It's này, kind này, đó, of này, somebody này, to do something. Đấy, cấu trúc này nó có nghĩa là gì? Ai đó thật là tử tế khi đã làm gì. Đấy, nó ám chỉ là ai đó này, thật tử tế. Đấy, khi làm gì. Đấy, thật tử tế khi làm gì, thế thôi. Bạn thật tử tế khi giúp đỡ chúng tôi, cảm ơn rất nhiều. Đấy, tiếp theo câu 19. There is no money available. Cái gì đó, this project. Nhớ cái từ này các bạn sẽ đọc sai nhá. Cái từ này thì mình sẽ đọc là available, nhớ chưa? Không đọc là available hay là cái gì đó. Đọc là available cho cô, available, nhớ chưa? Đấy, thì available là một cái tính từ mà có thể đứng ở đằng sau danh từ. Các bạn chú ý cho cô nhá. Đấy, available là một tính từ mà có thể đứng đằng sau danh từ được. Thì there is no money available là không có tiền, đúng không? Không có sẵn tiền. Đấy, ở đây gọi là có sẵn cái gì đó cho cái gì. Ở đây chúng ta dùng cấu trúc gì nào? Câu số 19 các bạn chọn B. Có như bạn chọn B, có như bạn chọn A, đúng không? Câu này là B là đúng nhá. Available for something. Đấy. Thế còn to thì nó đi với cả somebody cơ. Rồi, chúng ta có B này. Available này. For something này. Đấy, cấu trúc của chúng ta là như vậy nhá. Be available for something. Đấy, có nghĩa là có sẵn cho cái gì. Cụ thể là trong trường hợp này là có sẵn tiền cho cái gì đấy, đúng không? Có sẵn cho việc gì. Cụ thể là cái không có sẵn tiền cho cái dự án này. Thế thôi. Đấy nhá. Tiếp theo này câu 20, câu cuối cùng rồi. Cố lên. Làm xong chúng ta sẽ đi ăn. Làm xong chúng ta sẽ đi ăn.
Nào, câu này là if you're satisfied. If you're satisfied. Satisfied có nghĩa là hài lòng, đúng không? Nếu bạn, ở đây là you're not satisfied. Nếu bạn không hài lòng với cả cái bài luận của bạn, I suggest, tôi gợi ý rằng bạn nên viết lại nó đi. Thì hài lòng với cái gì? Chúng ta có gì đây? Ngọc Hiếu, Trương Liềm, Phương Thành, 12A. Đúng rồi, đấy, câu này chính là A đây. Be satisfied with something, đúng không? Có nghĩa là hài lòng với ai? À, hài lòng với điều gì? Ok, đấy, xong. Rồi, em không thấy câu 20. Câu 20 đây. Đấy, chắc... Thế thôi, hôm nay chỉ 20 câu thôi. Ô, tôi nghe Thu Tuyết giỏi thế, trước sai cô nào. Hôm nay chỉ, mỗi hôm chúng ta chỉ 20 câu thôi các em ạ. Đấy, bởi vì là mình không có nhiều thời gian. Các bạn còn phải nghỉ ngơi, ăn trưa. Rồi phải làm rất nhiều thứ nữa. Đấy, hôm nay cũng chỉ có 20 câu thôi. Buổi trưa thì cô sẽ chỉ live tầm khoảng 20 câu thôi nhá. Cái phần này lát nữa cô sẽ post lên để bạn nào thích thì các bạn có thể download về, để các bạn có thể download về, các bạn thỉnh thoảng là đem ra ôn lại nhá. Đó, ok, thế thôi. Bây giờ cô phải nghỉ ngơi ăn trưa rồi. Đấy, phải nghỉ ngơi ăn trưa rồi. Hoàng Lâm sai 2 câu à? Mai live nữa không cô? Ngày mai là thứ tư đúng không? Sẽ vẫn có live nhá. Ngày mai sẽ có live nhá. Đấy, mỗi hôm buổi trưa mình chỉ tranh thủ thế thôi. Buổi trưa mình tranh thủ thế thôi. Buổi trưa thứ hai, thứ ba, thứ tư thì sẽ là buổi trưa nhá. Có thể sẽ là thứ năm buổi trưa, nhưng mà cô đang tính là phải live cả lớp 11 nữa. Thế cho nên cái này thì cô sẽ thông báo lịch ở trên fanpage của cô nhá. Ok, bye bye chúng ta. Chúc chúng ta ăn trưa ngon miệng và chúc chúng ta ngủ ngon nhá. Bye bye các em. Bye bye.